xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn cho các bạn tới một cái hẻm ăn vặt. Cái địa chỉ của cái hẻm này là ở chỗ đường 76 Hai Bà Trưng ở quận Nhất nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô phía trong đó, mình quay cho mấy bạn xem. Cái này bán sao vậy con? 15.000 một sim. Một sim hả? Thịt thái. Tên này là thịt heo hả cô nhỉ? Cô lấy ăn không cũng được. Thôi con ăn không đi, cô lấy cho con một cô lấy cho con hai sim đi. Hai sim đúng rồi. Bên này là cơm sườn mà. Hai hộp sườn nướng. Cái này ăn với cơm chiên hả cô? Đúng rồi. Bao nhiêu một phần vậy cô nhỉ? 35.000 hả? Cơm đó là 30.000. Ngày cơm 30.000 luôn. Thôi vậy. Lấy con cái này. Này cô bán tới mấy giờ vậy cô? 7 giờ. À 7 giờ là nghỉ rồi. Đang ở trong đó hả? Dạ. Đang thì chạy xe vô luôn. Có tiền quá. Có bàn ghế trong luôn á. Mấy giờ cô? 10 giờ. 10 giờ sáng. Cô đang làm cho con đúng không? Rồi, cảm ơn cô. Cơm gì chị? Mì bán sao vậy chị? 1/35.000. 1/35.000 hả? Là nguyên cái combo này đúng không? Vậy lấy một phần đi. À chưa. Ôi quên hết tiền hả? Vậy lấy một phần. Nuôi á ngừng ha. Dạ nuôi á. Em đợi quay hay là em vô chỗ em ngồi? Dạ chị qua đợi chị lại em quay. Dạ. Chưa chồng cứ ngồi đại bàn nào cũng được đúng không? Đúng rồi, ngồi bàn nào em kêu nước uống là được. Dạ. Hôm trước em đi buổi tối đông người bán hơn giờ đúng không chị? Giờ thấy ít không? Chưa có dịch á. À. Thì ta bán đông, sao dịch ta nghỉ nhiều. Bây giờ là chỉ cần một vài quán thôi. Đúng rồi. Không có còn đông nữa chứ. Đông lắm em ha. Đúng rồi, em đi hồi mấy năm trước thấy đông lắm. Cái này em cũng đi tầm này. Giờ 6 5 6 giờ. Đúng rồi, giờ này mình chen chân luôn á. Chắc phải một thời gian nữa mình mới quay lại. Không đâu. Rất dễ đổ luôn. Chê vậy thôi. Cho em hai cái muỗng đi. Bán lấy đâu lâu như vậy? Chị bán đây hả? 8 năm rồi. Là chị trong đây luôn hả chị? Không, chị mướn chỗ thì bán. À, cái này là... Ủa đây mướn hả? Em tưởng đâu. Tất cả mọi người mướn. À. Ở trong là chủ nhà bán nước em. À. Dạ. Chị chủ nhà luôn hả chị? Cảm ơn em nha. Dạ, cảm ơn chị. Cái lấu anh một lọc không em? Cái một lọc không? Em có một lọc hả? Em ăn hả? Bánh bột lọc nhiêu một phần gì cô? 30. Còn có lấu? Lấu 35. Và làm này là chả chả cua ha. Lấy con một phần bánh bột lọc đi. Rồi. Dạ. Mang vô hả?
Ok cho ông tôm. Dạ dạ dạ. Canh cua em. Dạ. Chả này bán sao vậy con? 10.000 năm cây. Còn cái này, cái 10.000 cây nước. Cái 10.000 cái này đi. Lấy con 10.000 này. Thì gấp lên trên đó luôn đó bác. Dạ, gấp lên đây giùm em luôn đi. Dạ, nem này là nem gì vậy con? Nem nước thịt heo á. 10.000 cây hả? Lấy con một cây đi ha. Có cắt ra con luôn con. Dạ. Dạ. Con cắt sao chiên lát muối lộn nha. 20 ha. Dạ rút đi. Dạ. Để là không chiên luôn. Dạ. Cắt cả bột chiên đi con. Dạ. Một chiên một phần hai trứng. Một phần hai trứng bao nhiêu tiền chú? 30 hả? Còn há cảo? Há cảo 60. À. Ăn thêm há cảo không? Một thôi lấy coi thêm cái há há cảo đi chú. Há cảo mang về được. Há cảo mình ấy không có gì mang về được. Ủa sao cái há cảo này hai màu khác nhau à? Là hay là bao nhiêu khác nhau hả? Đúng rồi. Khác mùi tôm nè, khác vị. À. Xíu mại nào cũng được rồi. Thịt xíu mại tôm. Dạ. Ok. Ok dạ. Cô có ăn cay không? Cô đem vô. Thôi dạ có. Cay luôn ha. Dạ. Có cái gì mình đem về thôi. Dạ. Đem về không sao hết. Dạ. Tặng con thử một cục bột chiên đi chú. Được. Được luôn à. Được, cái chuyện đó là chuyện nhỏ. Không có gì mà dễ quá à. Dạ biết nãy xin nhiều xíu được rồi. Nè, chị lấy đi. 30. Chú bán đây lâu rồi chưa chú? 12 năm rồi. Trời lâu vậy hả? Lâu rồi, chứ đâu anh có. Dạ, đây luôn chú. Không, nhà chú một cân. Đang xin thêm bột chiên. Đang xin thêm bột chiên chú cho luôn. Rồi cảm ơn chú. Nè chú lấy tiền luôn. Chú cầm vô con luôn hả? Ok. Rồi. Bạn nào bạn này đúng chú? Rồi của con. Dạ. À dạ rồi chú. Là của con bao nhiêu tiền? 30. Ok cảm ơn chú. À kêu nước bên kia hả? Chị Hương uống nước gì? Rồi cảm ơn chú. Dạ. Để gì cũng có đó. Có bia không anh? Chưa có rồi, không em. Menu đâu anh? Nè, trước mặt tôi đây hả? Toàn ốc không vậy? Không, nó ốc quá sẵn rồi. Dạ. Các bạn cũng quá thứ. Cà phê đá. Cà ly trà. À, em cũng chanh dây luôn. Bán chung cho nha. Dạ. Bán chung cho à? Nhiêu ly, nhiêu ly? 15.000 ly hả? Còn xài này bao nhiêu một ly cho anh? 15 hả? Hai ly chanh dây. Đợi ha. Có lấy tiền túi không? Không hả? Không. Vậy là lát khỏi lấy luôn nha. Khỏi lấy, khỏi đi đâu luôn. Cảm ơn chú. Không phải có trứng. Màu sắc rồi. Xin nghiệp. Rồi, hai con. Ok.
Rồi. Là vị gì mình quên mất rồi, nói chung là ba màu, ở đây là ba vị. Không bột chiên này thì mình xin thêm. Còn ở đây là có mình có mua thêm là bánh bột lọc này. Bánh bột lọc ở trong có con tôm với thêm một cái miếng chả. Miếng chả ở đây. Đây là ly nước chanh, nước chanh dây của mình mua là 15.000 một ly. Đó. Thì mình quay sơ cho mấy bạn xem. Rồi, giờ mình thử từ món nha. Ở đây là đây là gần đây xíu. Đây có nuôi nè. Nuôi thì mình thấy là ở đây là có một ít thịt bò, một ít tôm, một con tôm và một ít mực. Cái này là rau cà tụ. Rau cà tụ. Thử nha. Ngon. thêm một ít nuôi nữa. Thôi một sáng giờ mình đói cho nên là mình ăn thấy gì cũng ngon hết. Quán này trước đây mình có đi rồi các bạn, nhưng mà hồi trước mình đi á thì ở đây đông hơn hiện tại rất là nhiều. Chắc mình phải số lượng gian hàng bán phải giảm một nửa luôn á. Cô nói là sau dịch đó hay là ta nghỉ bớt, ta không có bán được. Đây là có xiêm que ăn thử. Của chú kia đây là há cảo. Ở đây há cảo là ba màu, nó sẽ có ba nhân khác nhau. Đây đây là màu đỏ mình không biết nhân gì, để thử nha.
sơ sơ cho mấy bạn xem vậy á. Thì địa chỉ của cái hẻm này là 76 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Tre quận Nhất, mở cửa từ 10 giờ tới 7 giờ tối. Thì có gì mấy bạn nhớ ghé đây mua thử nha. Tất cả chỗ này mình mua là 175 ngàn đó. Mấy bạn xem lại chỗ này xem nè. Đó, thì tất cả chỗ này là 175 ngàn. Thì rồi, ở đây mình cũng xin kết thúc video của mình. Hẹn gặp các bạn vào video lần sau. Thế nha, bye bye.